Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì hôm nay rất là vui khi mà nhân dịp đầu năm mới mà chúng ta có được một cái nơi, cái cơ sở chữa bệnh được coi là khang trang đầy đủ để cho mình được ngồi ở đây. Thì năm nay cũng là năm đầu tiên mà các thầy không ăn Tết cùng với cha. Đó, nó cũng là một cái sự có một cái chạnh lòng hơi một chút à, nhưng mà các thầy luôn luôn tin tưởng rằng cha luôn còn mãi hiện diện bên các thầy để đồng hành soi đường chỉ lối cho các thầy làm đúng cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó thì những quý ân nhân, quý mạnh thường quân cũng giống như là những người bậc phụ huynh của mình cũng giám sát cái quá trình mà hỗ trợ điều trị của các thầy, cũng như là đóng góp chia sẻ và dạy dỗ các thầy thêm để các thầy đi đi đúng đường lối mà cha ngày trước đã hướng dẫn, đã an bài cho các thầy và cho mọi người để các thầy giữ đúng cái lý tưởng của cha đó. Những cái câu cha đã từng dạy dỗ, từng nhắn nhủ mà các thầy luôn luôn lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng để thực hiện. Đối với Thiên Chúa là chúng con là đầy tớ vô dụng của người. Khi mà mình làm bằng cái tấm lòng của mình ra công sức của mình làm hết tất cả, nhưng mà mình không có được kiêu ngạo, không có được cho rằng mình là tài giỏi, mình làm được nhiều thứ. Nhưng tới cuối ngày, một ngày làm như vậy đó, hồi xưa cha với các thầy làm việc không có tính giờ giấc đâu, không có tính tới 5 giờ chiều mà nghỉ đâu, có khi là ra đồng ra ruộng á, làm tới khi nào mà không thấy đường nữa thì mới vô nhà đó. Cho nên là khi vô nhà rồi á, mình cũng không có cho phép bản thân mình tự cao tự đại là mình làm được nhiều thứ, mà phải là một đầy tớ vô dụng của Chúa. Mình dâng một cái ngày làm trọn vẹn đó lên cho Thiên Chúa để chi? Để mình chúc tụng ca ngợi Thiên Chúa đã ban đến cho mình cái điều kiện để mình có thể thực hiện được, tay chân mình lành lặn để mình làm được nhiều công việc đó. Còn đối với bản thân á, thì cha dạy dỗ cho các thầy đó là ăn cây cỏ mang hạt giống. Cha ăn cây cỏ mang hạt giống thì tất cả các thầy và nhân viên ở đây đều ăn cây cỏ mang hạt giống. Đây là lời của Đức Chúa Trời phán cho mọi người mà các thầy luôn luôn ghi nhớ. Mà ăn cây cỏ mang hạt giống nó đem lại sức khỏe rất tốt cho mình, một cái tinh thần, cái ý chí mãnh liệt, tại vì nó thay đổi cái dòng máu của mình, thay đổi con người mình. Cái buông bỏ đó, buông bỏ những cái ham mê của thế gian để chi? Để dành cái sự tâm huyết cho bản thân để mình tu luyện thêm, để mình sửa những cái sai của mình hướng đến cái điều thiện và mình giúp đỡ cho những bệnh nhân, giúp đỡ cho những người cần tới mình. Còn đối với tha nhân đó là yêu thương và cho không. Mình đem đến cái tình yêu thương của mình cho mọi người như cha từng làm. Cha từng coi tất cả những cô bác ở đây giống như những người con từ phương xa trở về, những người nào mà bị bệnh giống như là mình bị thương vậy đó, về đây để cha băng bó vết thương cho mình. Cha băng bó vết thương cho mình và cha giúp cho mình có cái cuộc sống tốt đẹp hơn, bảo vệ sự sống, bảo vệ cho tất cả những bệnh nhân ung thư và vượt qua được cái căn bệnh của mình, cũng như là yêu thương tất cả những loài động vật, bảo vệ nó cho nó có đường đi riêng của nó và không có làm tổn hại nó. Cha dạy một câu là không dùng quyền lực của mình trên mọi loài Chúa đã tạo thành, thì các thầy luôn luôn ghi nhớ điều đó để mà thực hiện đúng. Cho nên ngày hôm nay các thầy cùng với quý bệnh nhân có mặt ở đây vẫn sẽ tiếp tục gìn giữ cái đường lối của cha để mà phát huy điều đó tốt đẹp hơn mỗi ngày.
và để cho thế hệ mai sau này cũng sẽ tiếp bước được cái điều đó. Thì cũng kể cho mọi người nghe, đây là cái tâm tình của thầy Thanh. Thì ngày trước khi mà theo cha, thì khi đó đó mình mới thấy cái công việc của cha là một linh mục, vị linh mục mà lại có đời sống yêu thương cho không. Đó cho nên là nó đánh động cái tấm lòng của mình. Mình cảm thấy mình rất là ngưỡng mộ và quyết định đi theo cha cách đây 10 năm. Thì khi đó đi theo cha về đây, cha làm việc rất là vất vả để mà trồng ra những cái trái bí, trái bầu, bông xua đũa. Và những cái đó cha đem, cha đi yêu thương và cho không các nơi. Ví dụ như nhà dưỡng lão, ví dụ như là bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện hoặc là các nhà dòng. Thì khi đó các thầy và những người khác nữa, rất đông người đi theo cha để mà trồng tỉa mỗi ngày, ra ruộng, cày xới, rồi trồng có cái thành quả đó mang đi cho tất cả mọi người. Thì làm quần quật ngày này qua ngày kia, không có tính là thứ bảy chủ nhật. Tại vì theo cha đó thì đối với Thiên Chúa, ngày chủ nhật là ngày của Chúa nghỉ ngơi, chứ không phải là ngày của mình nghỉ ngơi. Bởi vì mình là người đầy tớ vô dụng của Chúa mà, đâu phải là ngày nghỉ của mình, mà đó là ngày nghỉ của Chúa. Cho nên là mình vẫn phải tiếp tục cố gắng làm việc cho nó sốt sắng, để mình sau này mình đem lại những cái điều tốt đẹp cho mọi người. Đó. Thì chỉ còn lại hy vọng là Tết thôi. Cái ngày mùng 1 Tết là ngày đó, là mong muốn, chắc có lẽ trong lòng mình cũng nghĩ, chắc có lẽ cha cho mình đi chơi. Ngày thường thì ngày chủ nhật là không được đi chơi rồi đó. Nhưng mà ngày Tết thì nghĩ là chúc Tết xong sẽ được đi đầu nơi này nơi kia, để mình thăm người này thăm người kia, thăm ông bà cha mẹ. Rồi thì cha cũng có dạy mình chọn đại hiếu chứ mình không chọn tiểu hiếu. Đại hiếu nghĩa là mình lo cho cái đại sự, cho việc lớn hơn, lo cho tất cả bệnh nhân, chứ không gói ghém là trong gia đình của mình. Cho nên ở đây các thầy đều được cha huấn nhục để mà chọn cái đại hiếu. Thầy Tiến, thầy Quý, thầy Hạnh, thầy Thanh, đó là những người mà cha đã tin tưởng giao phó. Cũng rất nhiều người đi theo cha, nhưng mà vì một lý do, vì một hoàn cảnh nào đó, họ không thể tiếp tục đi theo, hoặc là không phải hoàn thành. Thì cho tới cuối cùng là có 4 thầy, sau có thêm những thành viên khác nữa về sau. Thì tới ngày mùng 1 Tết á, thì mình cũng chung diện mà, có nghĩa là mình ăn bận mới, đồ mới, rồi xịt nước hoa, rồi này kia nọ cho nó nhìn cho nó mảnh bao hơn chút, để mình ăn Tết, mình tới mình gặp cha, mình chúc Tết cho cha. Rồi chắc thế nào cha cũng lì xì rồi cho mình đi đầu này đầu kia. Nhưng khi tới nơi thì chúc Tết cha xong, thì cái phần quà mà cha lì xì cho mình đó là những trái bầu, trái bí. Thì cha nói đây là cái thành quả của tụi con, thành quả mà cha với tụi con làm ra. Và mình đem cái trái bầu, trái bí đó về nhà mình ăn, mình nhớ tới, đầu tiên là mình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình, nó là cái nước trong lành, tắm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều. Đó là cha hay dạy câu đó. Cho nên trái cây mang hạt giống đó là cái sức khỏe, cái mà làm cho mình được khỏe mạnh để thay đổi dòng máu mình mỗi ngày. Cha nhắc nhở mình phải làm việc thì mình mới có được cái thành quả. Đó là Tết hàng năm cha thường lì xì cho các thầy là chế hộp chế bí. Rồi sau khi lì xì xong thì mình nghĩ là sẽ được đi chơi, nhưng không, cha lì xì xong cha đội nón lá vô, cha hoàng khăn quấn cổ, xong cha mặc áo áo khoác vô, nó cũng hơi mỏng, rồi cha xách cái cuốc cho ra ngoài đồng. Vậy là phải thay đồ ra rồi đi theo cha ra đồng cuốc. Nhưng mà trong lòng thì cũng hơi ấm ức chút vì không được cho đi chơi.
Nhưng mà đó cũng là một cách để cha giáo dục, cha đào tạo, cha huấn luyện mình, để cha giao cho cái trách nhiệm mà ngày hôm nay chính các thầy đứng đây, các thầy nhận cái trách nhiệm trước cha, trước các bệnh nhân, là khi bệnh nhân tới đây con không bỏ bất cứ một người nào, thì các thầy thực hiện đúng cái điều đó và gìn giữ đúng cái công trình khoa học, đúng cái điều mà cha đã dạy dỗ các thầy trước đó. Cho nên là hôm nay mặc dù là đông mọi người đến đây, thì đương nhiên thì cũng có nhiều người ở xa xứ tới đây, miền Bắc, miền Trung, miền Nam mình tới đây. Cũng có một số bệnh nhân mình về quê ăn Tết, thì các thầy cũng nhắc nhở bệnh nhân là cố gắng là gìn giữ phác đồ, mình cũng đừng ăn sai phác đồ, cũng như là mình ngủ nghỉ cho khỏe. Có nghĩa là về nhà đôi khi con cháu trong nhà chơi lô tô hoặc là nấu bánh tét, nấu bánh chưng, rồi chúc Tết rồi kia nọ ông bà, thì đôi khi mình cũng mất ngủ, thì đó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Thầy cũng có dặn dò những bệnh nhân đó rồi. Còn những bệnh nhân ở đây năm nay là mình không ăn Tết ở quê nhà, mà mình ăn Tết ở đây với các thầy. Ở khi cũng nhớ nhà, nhưng mà không sao, ở đây còn có các thầy, các thầy lúc nào cũng bên cạnh mình hết á. Đó, cái bảng mà phân công trực á, thì lát nữa bệnh nhân ra đó coi đó, ngày nào cũng có thầy thuốc ở đây để mà giám sát cái vấn đề sức khỏe bệnh nhân. Hãy có khó khăn gì thì bệnh nhân ở đây điện thoại liên hệ với các thầy để được hỗ trợ trong cái thời gian mà mình ở đây. Đó cũng là một cái sự ấm áp mà các thầy muốn dành đến cho bệnh nhân trong những ngày Tết. Có nghĩa là mình ở đây mình nghỉ 4 ngày, 29, 30, mùng 1, mùng 2. Nhưng mà nếu như mà bản thân bệnh nhân, riêng bệnh nhân nào mà có khó chịu gì đó, thì mình có thể liên hệ với các thầy thuốc ở đây, trong cái lịch trực đó cũng như có số hotline, để mà mình được hỗ trợ kịp thời, cũng như là mình có cái sự động viên, cái sự yên tâm là lúc nào cũng có thầy thuốc và có người quan tâm chăm sóc cho mình, chứ mình không có lẻ loi. Mình chịu khó mình hy sinh ăn Tết ở đây một năm, rồi năm sau mình có thể mình ở nhà mình khỏe hơn, mình ăn Tết với gia đình, với con cháu, những năm sau nó sẽ vui hơn rất nhiều. Đó là cái tâm tình mà thầy muốn chia sẻ cho tất cả quý bệnh nhân và người nuôi.